Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lấy lại cái mật khẩu của Vietinbank iBank đối với trường hợp bạn nào đã quên. Thì đầu tiên các bạn sẽ nhấn vào phần đăng nhập. Đó. Thì ngay chỗ phần này có chữ quên mật khẩu, các bạn sẽ nhấn vào. Đó. Các bạn sẽ nhập cái số điện thoại mà các bạn đã đăng ký kiểu dịch vụ Vietinbank iBank. Sau đó các bạn sẽ nhấn tiếp tục. Lúc này sẽ có một cái mã OTP gửi về điện thoại cho chúng ta. Đó, thì các bạn sẽ nhập cái mã này vào 959866. Sau đó các bạn sẽ nhấn tiếp tục. Đó, lúc này nó sẽ hiện ra cái camera để yêu cầu cho các bạn xác minh khuôn mặt. Đó, thì các bạn cứ làm theo thôi. Nó yêu cầu vui lòng mỉm cười và nhìn thẳng. Ok, và nó báo giao dịch thành công. Và lúc này sẽ có một cái tin nhắn gửi cái mã, gửi cái mật khẩu đăng nhập vào ứng dụng cho các bạn. Bên Vietinbank đã giao dịch thành công, đã gửi mật khẩu mới cho mình. Và mình sẽ nhấn vào phần đăng nhập. Lúc này các bạn sẽ mở tin nhắn ra. Đó. Lúc này các bạn sẽ thấy mật khẩu mới là SH.75351. Chữ S viết hoa. 75351. Rồi mình sẽ nhập vào cái này. Rồi các bạn sẽ nhấn đăng nhập. Rồi lúc này các bạn sẽ nhập cái mật khẩu mà Vietinbank iBank đã gửi về cho các bạn. Và dòng thứ hai là nhập mật khẩu mới. Và dòng thứ ba là các bạn sẽ nhập lại cái mật khẩu. Đó, thêm một lần nữa. Đó, vậy là dòng thứ nhất là nhập lại mật khẩu mới. Và dòng thứ hai là nhập lại cái mật khẩu mới thêm một lần nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành nhập. Ok, sau khi đã đặt xong mật khẩu, mình sẽ nhấn tiếp tục. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách lấy lại cái mật khẩu khi mà chúng ta quên thành công rất là nhanh chóng ngay tại nhà. Video của mình tới đây là hết. Nếu thấy hữu ích, các bạn nhớ like video và theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé.